Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi con này thì pin pin máy Nhật, nó có chiếc thuyền nè. Chiếc tàu lửa chứ. Anh em thích kiểu lạ lạ nè, tập số học trò ha. Từ cái màu mình nhìn thấy nó cũ cũ nhưng còn mới nha, còn mới nha, chứ không phải cũ đâu, mặt sau. Rồi 230k mã Q8 nha, 230k mã Q8 ha. Xe ngang của nó luôn là 46 mỏng, đó, 13.9. Rồi 230 mã Q8. Rồi một con này nha, cũng bút Nhật luôn, bút trơn nha. Đó, mặt mỡ gà, mặt kiểu màu hột gà, cọc số học trò, bút trơn. Đơn giản trơn nha. Rồi 230k mã Q09 ha. Q09 này cái khóa nó cũng độc. Khóa này vặn tới vặn lui nè. Đó là hay luôn. Rồi 230 mã Q09. Xe ngang con này thì 46 đi, mỏng 14.2 230 ha. Rồi em có này là bấm giờ thôi, bấm giờ cổ ha, nó là dạng kiểu cơ đó, cơ cốt đó. Lên nè, bấm giờ ha, khi mà này quay vòng đi nhích phút ha, bấm ngừng reset mà. Full chức năng hết nè, đó. Lên cốt rất nhẹ luôn. Này kiểu ngày xưa hay coi phim nha, hay coi phim mình thấy người ta bấm giờ đó, là nó đó. Máy xe đẹp lắm, máy Senko chuẩn luôn. Cái này thì kiểu nó bị oxy hóa tan tan nha, về mình lau ra ha, này có rạn xíu hay sao nè, nên em bán này rẻ cho. Rồi cho anh em sưu tầm bỏ túi này cũng hay lắm, hoặc là mua tặng cho mấy thầy thể dục cũng được. Xe ngang của nó 47.5 mỏng 13 ha. Đây, cái này thì nó bị mấy lỗi này thì em bán 170k, chuyển khoản bao ship đi. 170k vẫn là mã cũ đi. 170k chuyển khoản bao ship ha. Đó là quýt bấm giờ nha. Con này cũng vậy thôi. Quýt bấm giờ. Bấm ngừng reset máy đẹp lắm. Bữa anh em nào có xem kênh em biết thấy máy rồi. Con này thì cũng hơi rạn nè. Cái nắp mấy nắp này đa số rạn hết, tự kiểu bóp mạnh quá. Rồi con này thì 200 đi. Con này 200k đó nha. Con này còn đẹp á, 200k. Vẫn là mã cũ đi. Để em đo size cho. Đo size con này cũng như kia thôi, giống nhau đó. 47 như 48 mỏng 13 ly. Full chức năng ha, lên cốt nhẹ luôn. Rồi 200 mã B, bấm giờ 2 ha. Bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.